Xin chào các bạn. Trên một số dòng Smart TV của Samsung chạy hệ điều hành Tizen thì có trang bị tính năng điều khiển TV bằng giọng nói, giúp chúng ta có thể ra lệnh cho TV thực hiện một số thao tác, giúp tiết kiệm thời gian bởi vì chúng ta không cần phải bấm bằng nút remote. Và trong video lần này thì Ngọc Mai sẽ hướng dẫn cho các bạn cách điều khiển TV Samsung Tizen bằng giọng nói nha. Trước tiên thì Ngọc Mai có một số lưu ý dành cho các bạn như sau. Thứ nhất là tính năng điều khiển TV bằng giọng nói thì yêu cầu TV phải có kết nối Wi-Fi trước nha. Rồi tính năng này thì hiện đang có trên những dòng Smart TV Samsung từ model 7400 trở về sau và sử dụng cùng với chiếc remote thông minh. Đây là chiếc remote như thế này đây. Và trên chiếc remote thì có một nút micro để có thể lắng nghe câu lệnh của chúng ta. Khi muốn ra lệnh cho TV, bạn nhấn giữ nút micro trên remote thông minh, bắt đầu đọc lệnh rồi chờ khoảng chừng 1 giây để TV lắng nghe rồi mới thả nút. Hiện tại thì TV Samsung Tizen chỉ hỗ trợ những câu lệnh bằng tiếng Anh mà thôi. Tuy nhiên thì đây đa số đều là những câu lệnh rất là đơn giản mà Ngọc Mai tin rằng nếu như mà chúng ta tập luyện thường xuyên thì sẽ có thể nói rất là dễ dàng và nhanh chóng. Và các bạn lưu ý là chúng ta phải nói to, rõ ràng để TV có thể nghe được câu lệnh chính xác nhé. Đầu tiên thì Ngọc Mai sẽ bắt đầu với việc khởi động một số ứng dụng trên TV nhé. YouTube, đó các bạn thấy là Ngọc Mai đã khởi động ứng dụng YouTube rất là đơn giản, chỉ cần bấm và giữ nút micro sau đó nói YouTube là ứng dụng đã được khởi động lên rồi, và tốc độ mà khởi động ứng dụng thì cũng rất là nhanh chóng. Bây giờ thì Ngọc Mai sẽ tiếp tục khởi động một số ứng dụng tiếp theo nha. Netflix, Internet, rất là dễ dàng đúng không nào? Và khi mà chúng ta đang ở trong ứng dụng nào đó mà muốn thoát ra ngoài thì các bạn chỉ cần bấm và giữ nút micro và nói Exit. Không có gì khó khăn cả đúng không ạ? Và hiện tại thì Ngọc Mai đang có một chiếc USB đã được kết nối sẵn với TV rồi. Và hãy cùng chờ xem Ngọc Mai có thể làm gì với nó nhé. USB, bởi vì chiếc USB đã đang được kết nối sẵn với TV cho nên khi mà Ngọc Mai nói USB thì TV sẽ tự động mở cái kho của USB lên. Và hiện tại thì Ngọc Mai đang có một số video clip và Ngọc Mai muốn mở cho các bạn xem. Rồi và chúng ta hãy cùng xem nhé. Và trong lúc mà các bạn xem video thì các bạn còn có thể thực hiện những câu lệnh như là chúng ta tăng giảm âm lượng với con số chính xác, hoặc là chúng ta dừng video lại, phát tiếp hoặc là bật video tiếp theo. Chúng ta cùng thử nhé. Volume up by 10. Vừa rồi thì Ngọc Mai vừa ra lệnh cho TV tăng âm lượng lên 10 lần. Và bây giờ thì Ngọc Mai sẽ thử giảm âm lượng xuống lại nha. Volume down by 5. Ngoài ra thì các bạn còn có thể chỉnh âm lượng theo con số tùy thích mà mình muốn. Volume 10. Rất là đơn giản đúng không nào? Bây giờ thì Ngọc Mai sẽ cho dừng video lại nhé. Pause. Rất là thông minh đúng không nào? Và bây giờ thì Ngọc Mai sẽ cho nó play tiếp thôi. Play. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể chuyển qua video tiếp theo. Next. Hiện tại thì Ngọc Mai thấy là cái độ sáng màn hình nó đang hơi sáng quá và Ngọc Mai muốn giảm nó xuống một chút thì các bạn chỉ cần ra lệnh rất là đơn giản như thế này thôi. Backlight 35. Rất là đơn giản đúng không nào? What time is it? Bây giờ đã là 4:12 rồi. Từ nãy đến giờ Ngọc Mai đã xem TV hơi lâu rồi, Ngọc Mai phải đi nghỉ ngơi thôi. Và nếu như mà bạn nào chúng ta muốn cài đặt để TV tự tắt thì cũng rất là đơn giản, Ngọc Mai sẽ chỉ cho các bạn nha. Sleep timer 10 minutes. Ngọc Mai đã vừa cài đặt cho TV có thể tự tắt trong vòng 10 phút đó các bạn, rất là đơn giản đúng không nào? Và nếu như mà các bạn muốn tắt luôn, không cần phải cài đặt giờ thì cũng vô cùng đơn giản. TV power off. Khi các bạn nói câu lệnh này thì TV sẽ hỏi các bạn là các bạn có muốn thật sự là tắt nó hay không, thì các bạn sẽ tiếp tục trả lời power off. Ở trường hợp này thì Ngọc Mai nghĩ là các bạn lấy remote và chúng ta bấm nó sẽ nhanh hơn đó các bạn ạ. Nhưng mà Ngọc Mai nghĩ là chúng ta có thể tắt được TV bằng giọng nói thì cũng rất là hay rồi đúng không nào? Nếu muốn xem danh sách câu lệnh, bạn bấm nút micro, bấm Enter Voice Commands.
Và đây, các câu lệnh được phân loại theo nhóm để dễ nhận biết. Ví dụ như là chúng ta có nhóm lệnh về cài đặt nè, hay là nhóm lệnh về video. Ngoài ra thì mỗi lệnh còn nhiều cách nói khác nhau nữa. Tất cả đều đang chờ bạn khám phá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này. Và nếu như mà các bạn cảm thấy hữu ích thì hãy nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube của Điện Máy Xanh để chúng ta có thể theo dõi nhiều video hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì Ngọc Mai xin chào và hẹn gặp lại.